từ chiến nay ngày 16 tháng 9 năm 2020 mình đi lục bò, nay là đúng 5 ngày kiếm bò cơ bắp mới nhập về đơn con mấy anh em. Còn cái tỉnh Bến Tre này chỉ có một con bò này hàng đầu thế giới luôn. Còn kiếm con thứ hai không bao giờ có. Con bò này trong mình nó giờ khoảng 135 kg đó lên. Nên cái đầu cái vai nó cái xương cái hình nó hết biết rồi, tôi thấy rồi. Anh nói vô sợi dây anh dắt mới được. Vậy. Anh nói vô sợi dây nữa. Nói sợi dây nữa. Chờ trước lấy con dây mình rút vô con cửa mình không á. Rồi con bò này không phải giờ kiếm con thứ hai không có một không hai luôn, không bao giờ có con thứ hai. Đất dài rồi. Từ từ đấy, con bò này không gấp nha, từ từ cứ xuống rồi bắt đầu đi vô gạch vô xuống đất rồi gạch vô chuồng lên. Bò này nè các anh ấy, đây giờ tới ngày mai mà nếu mà ai chốt thì không chốt thì em mới sao tôi nuôi luôn. Tôi nuôi bò này. Nuôi bò này là tôi đúng 8 tháng tôi bán bò này 8 triệu thôi. Nuôi bò nuôi 8 tháng bán 80 triệu thôi. Chưa từng thấy. Được biết luôn. Cái vai nó 4 tấc. Cái vai này lưng nó 5 tấc, cái đùi là phải nó là 6 tấc lên chứ không có là hàng năm 6 tấc, cái đùi đó 6 tấc đâu lên là 3 gan. Cái bò mà em các tỉnh gần xa, anh chị gần xa đến đây bò xem, vừa tính đời bò đến xem này, cái
thấy bắt vài cặp bò bữa béo mình có xe nhà ra tận nơi ha. Con này là con cơ bắp em nha. Nếu anh em thấy con cơ bắp, anh em thích cơ bắp thì gọi liền ha. Chốt liền con bò này, mấy anh em chậm trễ là không còn. Chậm tay thì mất ha, lẹ tay thì cũng còn luôn. Rồi con này. Nó hình rất là đẹp. Xương con bò cơ bắp này á, là mình bao anh em là xương rất là to ha, còn dài. Đầu to, ghim vai hở linh động. Con bò này trong mình đó giờ mình có 135 kg đó lên, 130-140 bò. Con này, con ba bê cơ bắp. Tôi trong đời tôi bắt bò hồi nào giờ tôi mới thấy con bò đầu tiên luôn, con này. Bò này mới có 7 tháng lẻ mấy ngày. 7 tháng lẻ 2-3 ngày gì. 135 kg đó lên. Đó, con bò này có vẻ nói chung là 7 tháng mấy mình nói tròn 7 tháng. Trong nhà đó. Con bò này là trong mình nó giờ 135 kg. Nếu anh em mới thích bò bắp thì con này nhé. Thì bò mình gồm có ba bê, ba bê kem chì. Con số 3 là con bò ba bê chì cơ bắp. Con số 15 là con bò pháp. Con số 19 là bò pháp. Con số 20 là con bò pháp. Con số 17 là bò pháp. Con số 18 là bò pháp. Con số 01, con số 2, con số 3. Con số 3 bò ba bê cơ bắp này giao gì cho anh khách ở mỏ Cài Bắc, ở ngoài chợ Ba Giác này. Chút xíu này cho lên xe giao. Con này chút xíu giao cho anh khách ở huyện Mắc Bắc, ở trong huyện mình ha. Cơ bắp nó vậy, con này quá tay mấy anh em ơi. Con này tôi thấy tôi còn ghiền. Đây đó, cái hình nó hết bét luôn rồi. Thối phát luôn rồi. Em thích vào coi bắp gọi mình liền ha. Con này là ok luôn, đạt chuẩn 100% luôn. Con này nuôi 8 tháng, bò này bán phải 80 triệu ngoài.